Rùa biển chỉ là một loài rất nhỏ trong bộ nhà rùa và trên thế giới có tất cả 7 loài rùa biển. Chúng ta có thể thấy loài rùa biển sinh sống hầu như ở tất cả các đại dương trên hành tinh nhưng ngoại trừ khu vực Bắc Cực. Rùa biển là loài thuộc nhóm bò sát, có hình dáng gần giống với rùa trên cạn và các loài rùa nước ngọt hay ba ba. Khác với rùa sống trên mặt đất, rùa biển không thể thu đầu và chân vào trong mai được. Chúng có 4 chân hoạt động như mái chèo. Thức ăn chính của rùa biển bao gồm cỏ biển, sứa biển, cua, các loài thân mềm và hải miên. Hầu hết rùa biển đều sống ở khu vực nhiệt đới quanh đường xích đạo, trừ loài rùa ra có thể sống ở khu vực ôn đới với nhiệt độ nước biển thấp hơn. Chúng sống ở các thảm có biển, các dạng san hô và khu vực bờ biển. Rùa biển có thể ngủ trên mặt nước, ở vùng nước sâu hoặc giấu mình trong những tảng đá ở dưới đáy những vùng nước gần bờ. Nhiều thợ lặn đã từng nhìn thấy rùa biển ngủ trên những dạng đá ngầm và dạng san hô. Trong môi trường tự nhiên ổn định, một chú rùa biển có thể có một vòng đời khá dài. Theo các tài liệu thực tế về tuổi thọ của các loài rùa biển chỉ ra rằng chúng có thể sống rất lâu. Một số con có thể sống 50 năm hoặc hơn, tuổi thọ tương tự như con người. Hầu hết các loài rùa biển mất nhiều thập kỷ để trưởng thành từ 20 đến 30 năm và vẫn sinh sản tích cực trong 10 năm tiếp theo. Hơn thế, tuổi thọ của rùa biển có thể lên tới 80 năm. Rùa biển đã lang thang trên các đại dương trong 110 triệu năm qua, là một mắt xích quan trọng đối với các hệ sinh thái biển, chẳng hạn như dạng san hô và thảm cỏ biển. Một số loài rùa biển cũng ăn một số lượng lớn sứa và mang lại nguồn thu nhập cho cộng đồng địa phương như một điểm thu hút cho du lịch sinh thái. Nhưng quần thể rùa biển đang có xu hướng suy giảm. Hàng ngàn con rùa biển vô tình bị đánh bắt bằng ngư cụ mỗi năm và những bãi biển mà chúng làm tổ đang biến mất. Về số lượng thì hiện nay chúng đang bị đe dọa đến tới bờ vực của sự tuyệt chủng do sự ô nhiễm môi trường và đánh bắt bất hợp pháp. 7 loài rùa biển còn lại trên hành tinh đều được liệt vào sách đỏ IUCN cho dù chúng còn được mệnh danh là những kẻ bất tử về khả năng sống lâu. Thực tế là chúng ta nuốt khí mọi lúc mọi nơi, nhiều đến mức trở nên quá quen với nó và không nhận thức được là mình đang làm vậy. Tương tự như thế khi ăn, thay vì nuốt khí thì rùa sẽ nuốt rất nhiều nước. Điều này còn tốt cho chúng thì đúng hơn vì rùa không tiết nước bọt, nhưng cũng giống các loài khác, chúng cần nước để nuốt. Nên trong trường hợp này, nuốt được nước cùng thức ăn là rất cần thiết đối với rùa. Mặt khác, thực quản của rùa lại khá đặc biệt, khi thức ăn đã vào trong thực quản lập tức sẽ có phản xạ thắt lại, ngăn không cho quá nhiều nước tràn vào mà chỉ có thức ăn và một lượng nước nhỏ đi vào các cơ quan tiêu hóa tiếp theo. Ngoài ra, rùa còn có cơ chế chảy nước mắt. Nước mắt của chúng thì cực kỳ mặn, giúp chúng tống khứ được lượng muối dư thừa ra khỏi cơ thể. Rùa biển di cư hàng trăm đôi khi hàng nghìn km, từ nơi kiếm ăn sinh sống đến bãi đẻ và sau đó quay về. Rùa biển cái bơi qua những ngọn sóng để đẻ trứng trên bờ biển. Chúng chỉ rời khỏi mặt nước lên bờ trong thời kỳ đẻ trứng này. Rùa biển cái đào tổ bằng chi và đẻ khoảng 70 đến 190 trứng. Trứng rùa cần 6 đến 10 tuần để nở, tùy thuộc vào điều kiện tự nhiên. Giới tính của rùa con được quyết định bởi nhiệt độ của cát biển nơi chúng được sinh ra. Dưới 30 độ C chủ yếu là rùa biển đực, ngược lại trên 30 độ C là rùa cái. Rùa con ngay khi sinh ra đã có thể định vị phương hướng và bơi về hướng biển, bắt đầu một chuyến hành trình dài. Chúng chuyển ra sinh sống tại vùng biển sâu cho đến khi nó được 5 đến 10 tuổi. Khi kích thước được khoảng 20cm bằng một chiếc đĩa, rùa non mới rời khỏi vùng biển sâu, quay lại vùng biển gần bờ và sống ở các dạng san hô hoặc ở những thảm cỏ biển. Do có rất nhiều mối đe dọa đối với rùa con nên chỉ khoảng một trong số 1.000 đến 10.000 con sống sót đến lúc trưởng thành. Khi rùa biển đến tuổi trưởng thành, chúng bắt đầu quá trình sinh sản. Cả rùa đực và cái di cư đến bãi biển gần với nơi chúng được sinh ra để sinh đẻ. Khả năng định hướng của rùa biển khi di cư, khả năng ghi nhớ vị trí nơi mình được sinh ra, lý do lựa chọn bãi đẻ của rùa mẹ. Vẫn còn tồn tại nhiều bí ẩn chưa được các nhà khoa học khám phá. Rùa biển đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái đại dương và bãi biển. Trong các đại dương, các loại rùa biển, đặc biệt là rùa biển xanh,
là một trong số ít các loài động vật ăn cỏ biển mọc ở các vùng đáy biển. Cỏ biển không được để mọc quá dài và đây là khu vực cần thiết cho nhiều loài cá và sinh vật biển khác. Thảm cỏ biển mất đi sẽ gây ra một phản ứng dây chuyền, tác động tiêu cực đến đời sống của rất nhiều loài sinh vật biển và con người.